Quý khán giả đang theo dõi bản tin Vì người tiêu dùng ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Bị siết việc kinh doanh, iPhone sách tay vẫn được trao bán trên các hội nhóm mạng xã hội. Gia tăng tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển hàng lậu. Thực hư ứng dụng được đóng bịch bán như bánh tráng trộn trên thị trường. Thưa quý khán giả, quy định nâng mức xử phạt kinh doanh hàng sách tay theo Nghị định 98 của Chính phủ được đánh giá là đòn mạnh vào việc kinh doanh hàng sách tay, trong đó có các sản phẩm công nghệ mới nói chung và điện thoại iPhone nói riêng. Song thực tế cho thấy, dù Nghị định đã có hiệu lực hơn 10 ngày, việc kinh doanh hàng sách tay vẫn diễn ra, tuy không rầm rộ như thời gian trước. Chia sẻ từ một số người kinh doanh điện thoại sách tay, chỉ những người kinh doanh iPhone, có cửa hàng, có đăng ký kinh doanh, bị quản lý mới đáng lo lắng. Những ai mua bán nhỏ lẻ thì vẫn có thể lén lút. Bởi thế mà trên các nhóm iPhone sách tay Đài Loan, Singapore, với hàng ngàn người tham gia, các nội dung đăng quảng cáo bán hàng vẫn diễn ra liên tục, giá nào cũng có. Nhất là gần đây, với sự ra mắt của dòng iPhone 12, nhiều người đã quảng cáo bán sản phẩm sách tay này với giá trên hơn giá tại cửa hàng, có thương hiệu từ 1 cho tới vài triệu đồng. Chẳng hạn, với mẫu iPhone 12 Pro Max 512GB, hệ thống cửa hàng niêm yết giá là 43 triệu 990 ngàn đồng, trong khi đó một số trang mạng rao bán sản phẩm sách tay ở mức 39 đến 40 triệu đồng. Nếu trước đây một số cửa hàng ngang nhiên đề biển iPhone sách tay ở trước cửa, thì nay thay bằng bán iPhone chính hãng, các giao dịch bán hàng cũng thận trọng hơn, kín đáo hơn để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Và chiêu bài phổ biến mà các cơ sở này áp dụng là tại cửa hàng chỉ trưng bày vài sản phẩm có hóa đơn để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nhiều sản phẩm khác được cất giữ ở nhà, nhà kho, nhà thuê hoặc chọn hình thức giao hàng tới địa điểm người mua, chứ không thực hiện giao dịch mua bán tại cửa hàng. Theo lý giải của một số cơ sở kinh doanh iPhone chính hãng, một phần nguyên nhân khiến cho hàng sách tay vẫn sống được là do tâm lý của người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hiện hàng sách tay nói chung và iPhone nói riêng chủ yếu được bán qua các hình thức trực tuyến, thương mại điện tử. Do đó để phát hiện xử phạt rất khó. Sở dĩ như vậy là do sản phẩm được người bán để trong nhà, không phải tại địa chỉ mà cửa hàng đăng ký kinh doanh. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường muốn kiểm tra các địa chỉ này phải có quyết định khám nơi ở do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ký ban hành. Và để có được quyết định này là chuyện không dễ dàng. Thưa quý khán giả, gần về cuối năm, tình trạng buôn lậu lại có hiện tượng nóng lên. Cùng với việc quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống hàng lậu, thì những đối tượng buôn lậu luôn có những phương thức để đưa hàng vào nội địa. Một thủ đoạn được cho là mới của các đối tượng là gửi hàng lậu qua đường bưu cục. Mới đây, quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phát hiện hành vi gâm cắm hơn 20 triệu đồng hàng hóa nhập lậu trên xe chuyển phát nhanh vận chuyển từ Lạng Sơn sang Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra phát hiện một xe ô tô vận chuyển 3 mặt hàng may mặc sẵn có, nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam. Qua xác minh, lái xe Hoàng Văn Phương xuất trình cho đoàn kiểm tra một tờ hóa đơn bán hàng lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 do bà Nguyễn Thu Hiền xuất bán. Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn là 20 triệu đồng. Đối chiếu số hàng hóa thực kiểm với tờ hóa đơn bán hàng cho thấy trùng khớp về số lượng, chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, người bán hàng chưa làm việc với đoàn kiểm tra để xác định nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của lô hàng. Do vậy, đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, niêm phong để tiếp tục xác minh. Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ Nguyễn Mạnh Duy có địa chỉ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn và phát hiện có 14 loại hàng hóa có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam gồm quần áo nam nữ người lớn may sẵn, chăn lông hóa học loại 2kg một cái, giày giả da cao cổ nữ người lớn. Chủ cơ sở kinh doanh xuất trình hai tờ hóa đơn bán hàng từ ông Nguyễn Thanh Tuấn. Tiếp tục xác minh, đoàn kiểm tra đã xác định ông Tuấn có hành vi vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, có một xe ô tô vận tải hàng hóa đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính. Cục quản lý thị trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra. Tài xế là ông Nguyễn Văn Kiên khai nhận vận chuyển 60kg chân gà rút xương không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng cũng không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Hoạt động buôn lậu vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là tại các địa bàn giáp biên giới. Liên tiếp trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ đã phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng chục ngàn con gà giống, một dịch giống trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vùng biển Trà Cổ đã phát hiện một bè mảng xốp đang cập mạng một xuồng máy cao tốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng trên xuồng cao tốc đã bỏ chạy. Tại hiện trường, ngành chức năng phát hiện hơn 100 khay nhựa đựng hơn 10.000 con gà vịt giống, gần 7.000 trứng vịt lộn không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 27 tháng 10, lực lượng biên phòng phát hiện một bè mảng xốp không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn đang hành trình hướng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có chứa khoảng 100 khay nhựa, bên trong mỗi khay đựng hơn 100 con gà giống, tổng số lượng khoảng 12.000 con. Chủ phương tiện là Phạm Văn Thành không xuất trình được giấy tờ về phương tiện và nguồn gốc số gà này. Việc vận chuyển trái phép gia cầm giống qua biên giới, đặc biệt từ phía Bắc vào Việt Nam, sẽ làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh cúm AH5N1, cúm AH7N9, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm của nước ta. Qua những vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên nhập lậu gia cầm để tránh lây lan nguồn bệnh và thiệt hại về kinh tế. Những hình ảnh ghi được từ camera an ninh đôi khi chỉ tính bằng giây, nhưng vẫn đủ để điểm mặt, chỉ tên kẻ gian, phơi bày hành vi phạm tội ra ánh sáng, giúp người dân đề cao cảnh giác. Giải mã mắt thần ra mắt trong tin tức Mekong. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, yến xào là một trong những loại thực phẩm quý, nhưng hiện nay chỉ cần ra chợ, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp mặt hàng cao cấp này được bày bán tràn lan với đủ các mức giá. Người bán thì quảng cáo là yến nuôi, yến dụng để lấp liếm cho việc chênh lệch về giá. Còn người mua khó mà biết được yến thật hay giả, nguyên chất hay pha trộn. Cùng là yến vụng, nhưng có nơi bán 1-2 triệu đồng 100 gram, có nơi thì bán 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi đồng 100 gram. Nơi bán giá rẻ giải thích là do yến nuôi nhà, có nơi còn chào bán yến vụng, đóng bịch sẵn, kèm theo táo đỏ, hạt sen, hạt chia, đường phèn, giá chỉ 50.000 đồng một bịch. Càng mua nhiều, giá càng rẻ. Những bịch yến được đóng sơ sài trong bịch ni lông, không có nhãn mác, thông tin gì. Theo giải thích của người bán, đóng gói để đủ cho một lần dùng. Theo những người trong ngành, yến dụng là những sợi gãy dụng của sợi yến dài rơi ra trong quá trình thu hoạch sơ chế. Nếu đúng là yến của Việt Nam, chúng sẽ có nguồn gốc rõ ràng. Và nếu không có pha trộn tạp chất thì đều là hàng tốt. Ngược lại, dù là yến nguyên tổ hay yến dụng, nếu không rõ ràng nguồn gốc đều có thể bị pha trộn, làm giả, không đảm bảo chất lượng. Theo một số chủ nhà yến ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, người nuôi yến không bao giờ bán yến với giá rẻ. Yến giá rẻ phần lớn là yến được nhập về theo đường tiểu ngạch, là phế phẩm hoặc là đã bị pha trộn. Chẳng hạn, chân tổ yến nhập từ Indonesia có giá chỉ bằng 1/7 so với giá yến ở trong nước, và thực tế nó cũng bị loại ra đầu tiên trong quy trình xuất khẩu yến của Malaysia. Nhưng các điểm bán chân yến này ở Việt Nam quảng cáo chân tổ yến bổ nhất, ngon nhất. Bên cạnh đó, năm nay ở Nha Trang, Khánh Hòa rất hiếm yến quýt, nhưng vẫn có nhiều người rao bán yến quýt trên thị trường. Khi Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam lấy mẫu kiểm tra, những tổ yến được gọi là yến quýt có hàm lượng nitrat rất cao, có thể gây ngộ độc. Như vậy, có thể thấy không thể có yến xào giá rẻ, yến thường bị làm giả xuất xứ. Và trong quá trình sơ chế, người bán hàng không có tâm có thể cho thêm đường, nước, rau câu vào. Người tiêu dùng không chỉ bị lừa tiền mà sức khỏe cũng bị đe dọa. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.